Chào các bạn, do là tình dịch rất là lâu rồi, em mới có những cái clip trực quan quay trực tiếp sản phẩm như này để phục vụ các bác xem và tham khảo. Ngày hôm nay thì em sẽ quay để các bác cùng xem ba cái mẫu TV 4K mới của Samsung trong năm 2021, AU9000, AU8000 và AU7000. Ba cái thằng này thì hiện tại nó có những cái đặc điểm thông số kỹ thuật như thế nào, giống nhau, khác nhau và giá thành ra sao thì em sẽ cập nhật trong clip này. Các bạn nhấn subscribe để theo dõi tiếp các clip em quay review cũng như cập nhật giá các dòng TV bán trên thị trường. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, đã khá là lâu rồi em không có cái clip quay trực tuyến trực tiếp vào sản phẩm như vậy để các bác cùng xem cho khách quan. Dịp vừa rồi khoảng hơn tháng rồi thì chủ yếu em quay live stream tại nhà, và ngày hôm nay thì sẽ là một clip em quay trực tiếp ba cái mẫu này để các bác cùng xem. Đã là tháng 9 của 2021 rồi, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9, và hiện tại thì ba cái mẫu TV AU7000, AU8000 và AU9000 đã ra mắt được khoảng tầm 4 đến 5 tháng rồi, và thời điểm này giá thành nó ra sao. Trước khi đi về giá thì em sẽ so sánh nhanh để các bác cùng xem ba cái mẫu này có những sự khác biệt lớn nào. Em sẽ không có nhiều thời gian để đi chi tiết và cũng sẽ không làm mất nhiều thời gian của các bác. Về cơ bản, cái tổng quan ngoại hình bên ngoài của ba cái thằng này thì đều có thiết kế E-Sleeve, tức là thiết kế của nó là tràn viền ba cạnh, và hai con AU8000 và AU9000 có thiết kế, phong cách thiết kế E-Sleeve là mỏng hơn so với cả AU7000. Cái độ dày của TV trên con AU7000 thì nó sẽ dày hơn so với cả AU8 và AU9. Về chân đế thì chân đế của AU8000 thì cũng có thể tăng giảm được cái độ cao, các bác có thể nâng lên hoặc hạ xuôi khoảng 5 cm. Và khác biệt hơn đó là chân đế của AU9000 thì nó được đặt ở phía trung tâm và có thêm một tấm nhựa ốp ở phía trên này. Ba cái thằng này thì đều có thể coi là Smart TV rồi. Nó đều chạy hệ hành TizenOS. TizenOS là gì? Là các bác sử dụng thì có thể là truy cập được đủ các ứng dụng của cái dòng này. Đây hệ điều hành trên ba cái thằng này, gọi là hệ điều hành nhưng tuy nhiên thì nó là các cái hệ thống, các cái ứng dụng, các cái chương trình được tích hợp trên TV để phục vụ các bác trong cái khoảng thời gian các bác trải nghiệm tại nhà. Có đủ các ứng dụng cơ bản để xem truyền hình, xem phim như YouTube, FD Play, Viettel TV. Và hơn hết là ba thằng này thì nó đều có cả tính năng Bluetooth rồi. Các bác có thể tách được âm thanh ra tai nghe không dây, hệ thống dàn loa âm ly có tích hợp Bluetooth. AU7000 sẽ khác biệt hơn so với cả AU8 và AU9. Đó là con này thì vẫn sử dụng điều khiển thường, chưa có tính năng tìm kiếm giọng nói, không có trợ ảo của Google. Còn đối với AU8000 và AU9000 thì đều có điều khiển One Remote thông minh, có tìm kiếm giọng nói và có thể tương tích với cả TV qua trợ ảo của Google, ra lệnh cho TV các cái câu lệnh giống như các cái video mà em làm trên các chiếc TV của Sony hoặc TCL mà chạy hệ hành Android đấy ạ. Độ phân giải 4K thì chất lượng hình ảnh của ba thằng này đều sẽ gấp 4 lần TV Full HD. Tuy nhiên thì độ sáng, độ tương phản trên AU8 và AU9 thì nó sẽ vượt trội hơn so với cả AU7. Của AU8 và AU9 thì trên thằng AU9 thì cái sắc nét và chi tiết cũng như là cái độ sâu của màu đen thì nó sẽ vượt trội hơn so với cả AU8000. Thằng AU8000 này là mẫu thay thế cho các dòng TU8000 và TU8001 của năm 2020. Còn AU9000 là thay thế cho dòng TU8500 của 2020. Về giá thành thì sao? Giá thành thì của AU7000 65 inch sau khi trừ hết quà thì con này còn 21.490.000, là trừ hết quà 21.500.000. Còn đối với cả AU8000 thì con này trừ hết quà là còn 24.490.000, 24.500.000. Và AU9000 trừ hết quà là con này còn 25.100.000. Đó là khác biệt, nó chênh nhau khoảng 2 triệu một mã các bác nhé. Thì cái cơ bản các bác muốn tìm hiểu về những mẫu TV của 2021 thì năm nay thì những thằng AU8 và AU9 này thì chất lượng hình ảnh nó cũng đạt cái độ tương phản, chỉ số hình ảnh và độ sáng thì khá là tốt rồi. Nên là các bác xem những khung hình hoặc những bộ phim, nguồn video có tín hiệu chuẩn thì xem khá là thích mắt.
Con AU9 nhìn này thì nó sẽ có thêm một cái tính năng mà trên thằng AU8 không có, đó là tính năng multiview tích hợp ở bên ngoài. Còn thằng AU8000 này thì không. Đấy các bác nhìn này, cái tính năng multiview này là các bác phản chiếu màn hình từ điện thoại, đây, các bác nhìn này, multiview phản chiếu màn hình từ điện thoại di động lên TV. Còn trên này thì nó cũng đã tích hợp rồi, tuy nhiên thì nó không sâu ở bên ngoài màn hình. 2021 thì có thể coi mẫu AU9000 là một trong những mẫu TV 4K, không phải TV QLED thì có chất lượng hình ảnh tốt nhất trong cái thời điểm hiện tại. Với giá thành sau khi trừ hết quà còn khoảng 25 triệu 100 thì thị trường với thời điểm TV 65 inch công nghệ 4K thì con này là một con trong những con thì có giá thành phù hợp trong cái đơn giá 30 triệu đổ lại. Thời gian bảo hành 2 năm. BM thì lắp đặt vận chuyển miễn phí tại khu vực thành phố Hà Nội trong trường hợp mà không có dịch. Đấy. Còn đối với các bác ở trên toàn quốc thì BM sẽ vận chuyển lắp đặt qua các đơn vị của bên vận chuyển thứ ba như Viettel Post hoặc các đơn vị vận chuyển khác. Đấy. Thì, đây là cái clip em tổng hợp rất là nhanh, cập nhật giá thành cũng như những cái sự khác biệt cơ bản của ba cái mẫu AU7, AU8 và AU9 để các bác cùng xem và tham khảo. Thì các bác có thắc mắc cần tìm hiểu chi tiết thì các bác có thể để lại bình luận bên dưới video, em sẽ hỗ trợ các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip.